Bác nhá, nó đi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đây là có 18. Bạn nãy bảo vậy kia bạn thằng kia đâu này. Yếu cũng người nó quay đông đông rồi. Đáng là một phát đấy các bạn. Sâu rồi, sâu rồi. Đây. Đấy tí. Bay như ông à? Tóc chặt nào? Cóc bao nhiêu tiền cân? Cóc mấy vàng? Cân thôi. Mà cái nhặt đi. Cái nhặt đèo à? Bây giờ cân đâu? Cân bạc. Sao lại không đăng tên mà lại đăng tên người khác? Trong nhà rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Nó khách quay của nó chứ nó khách bán. Nó quên là cổng vào nó bán ở trong này. Cái gì ăn gì nhỉ? Hả? Con trẻ con thì nó cứ một cây một. Chân thế nào thế? Đâu bị ngã bà. Ngồi về đây như nào? À. Tôi bà đắp cái lá gì không? Thôi bà. Thôi bảo. Nhất bị to chứ. Thì bị to này. Trang trang bên Trần Dương cho bạn ấy thuốc rồi. Bà ơi, cho bố bánh. Ăn cơm nha. Cứ để đây, cho ông bán đi ngon lắm. Đấy, bán đi. Cháu ăn đi, bán đi. Còn mấy cái này để đi ăn nhá. Bà ơi, xong làm tôi cóc nha bà ơi. Chúng ta lấy nước để ngâm cho nhựa. Chua ơi. Cái này chỉ sóc và làm cái dưa thôi, dưa góp thôi. Dưa kiểu dưa cà ấy. Thơm lắm ạ. Cái con này chín thơm. Chưa trong địa rượu thì giã nhà mình lấy cho bà có 2 miếng mà khỏi. Xong. Cá ơi, đã ăn thử miếng này. Bây giờ chua lắm. Chua lắm hả bạn? Chua lắm không? Chua. Quả là nó chua. Nhà mẹ mình làm cả muối cả chặt cho muối tao thì nhặt tanh không có cái gì muối chỉ chua thì họ làm gì? Không ăn hết là. Chua tiếp. Còn này chín hơn chắc ngọt rồi bạn này. Còn này chín. Không ăn. Không ăn. Bà ơi, cháu cắt cho bà bóc cho cháu miếng tỏi nhá. Thôi. Đây là bà bóc cho cháu. Cháu tỏi là nó thơm. Ăn không thơm. Tỏi với cái cho là mình đã. Đó, thì cháu cắt rồi. thì cho mấy quả cay vào nhở. Cay lắm, thóc một cay. Thóc một cay lắm. Tì. À cái này thôi nhá, không cay nhá. Nhở. Cay lắm. Để cho 1-2 hôm mới ăn được bằng nhở. Thử đấy.